Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đã suy yếu nên ngày hôm nay khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời nhiều mây nhưng không mưa, ngày có nắng hanh. Nhiệt độ buổi sáng dao động trong khoảng là từ 24 đến 27 độ. Trưa và chiều nay trời giảm mây, nắng lên nhanh khiến nhiệt độ tăng cao từ 29 độ vào giữa trưa lên mức là 30-31 độ vào đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ đạt ngưỡng là 32 độ vào khoảng 15 giờ. Lúc này độ ẩm cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 60%, cảm giác hanh khô. Sau thời gian này nhiệt độ bắt đầu giảm dần, chiều tối và đêm chỉ duy trì ở mức là 26-27 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đầu tháng 11, miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh tăng cường. Do vậy, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11, thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm tới ngưỡng lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 4 đến đêm ngày 7 tháng 11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường với cường độ mạnh hơn, kết hợp với hội tụ gió trên cao, khiến nền nhiệt giảm sâu. Các tỉnh miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trời chuyển rét trên diện rộng. Mưa rào xuất hiện ở hầu hết các khu vực, có nơi mưa to và dông kèm lốc sét gió giật mạnh. Trung Bộ có mưa to đến rất to trên diện rộng. Khu vực từ Bình Định tới Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong trưa và chiều nay. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Hình thái thời tiết này cũng sẽ diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín tới Mỹ Đức với nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này với nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 15 giờ 15 phút hôm nay.